Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Richard Quang. Thì trong video này anh em mình hướng dẫn các bạn này cách chúng ta xây dựng một cái website về cộng đồng nó. Dành cho các chuyên gia diễn giả các bạn đang muốn phát triển những cộng đồng trong những lĩnh vực riêng của bạn nó và hệ thống kết nối tương tác như một mạng xã hội và tích hợp thêm chức năng nhà đào tạo, chúng ta sẽ có những cái khóa học online theo từng cái lộ trình. Đó, thì trong video này nha, mình hướng dẫn các bạn này một công cụ cực kỳ tuyệt vời để các bạn để xây dựng được một hệ thống mà cộng đồng nó kinh doanh khóa học online, chúng ta sẽ build cộng đồng trong lĩnh vực của bạn. Và bây giờ nha, mình sẽ cùng các bạn này khám phá chi tiết trong cái video này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Thì đây là cái dạng website về cộng đồng của chúng ta này, thì một cái giao diện rất hiện đại và dễ dùng các bạn nhé. Thì đối với mô hình cũ thì thường chúng ta sẽ có một website học online đúng không ạ, xong các bạn sẽ phải có group Facebook để hỗ trợ học viên đúng không ạ, group Zalo, rồi thì rất nhiều các nền tảng. Và chúng ta đối với khóa học online chúng ta sẽ bán và thu tiền một lần thôi đúng không ạ. Đấy, nhưng mà đối với cách chúng ta xây dựng website về cộng đồng này thì đây gần như là một cái mạng xã hội tương tác đó, giữa các học viên của ta và cái cộng đồng của ta, thì xuyên suốt trong cộng đồng ta chỉ nói về một cái chủ đề nhất định thôi đó. Thì cái này sẽ giúp cho học viên chúng ta đạt được kết quả nhanh hơn đó. Ở đây thì nó sẽ có trong phần cộng đồng nhé, mình sẽ lấy ví dụ bạn trong phần cộng đồng thì chúng ta có thể là đăng được cái bài viết đúng không ạ, tiêu đề này đấy và mô tả này đó. Đây là cái phần về tương tác giữa các cái học viên với nhau, giữa các cái thành viên ở trong cộng đồng, thì nó có thể thêm được văn bản này đúng không ạ, link này, YouTube này, hoặc là cái đánh giá này, cái bình chọn này, nó ảnh này, gif này đấy. Và chúng ta có thể là chọn được những cái chủ đề ở trong cộng đồng để chúng ta có thể post lên đó. Ví dụ đây là một cái cộng đồng của cái tool này, đây là cái công cụ là có tên là School đó. Thì đây là cái tính năng về cộng đồng, thì đây các bạn có thể thấy là học viên cũng như là người dùng cũng như là giảng viên hoặc người chủ đồng, tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau tương tác trên một cái cộng đồng đó, rất tuyệt vời đúng không ạ. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ có tính năng đó là Classroom. Classroom ở đây chính là tính năng về học online đó. Ví dụ nhé, mình lấy cái cộng đồng của mình, hiện nay mình đang tạo một cộng đồng có tên là ML Lyric đó, chia sẻ các bạn cách để các bạn có thể nhanh chóng kiếm được 1.000 đô đầu tiên trên internet với lại affiliate marketing một cách bền vững. Đấy, thì đây thì trong cộng đồng chẳng hạn này thì sẽ có ví dụ như là đúng không, chia sẻ để chiến thắng này đó, ví dụ như là chúng ta có thể đăng được bài viết, ví dụ như là đây kiếm 100 đô đầu tiên này, quy trình như thế nào này. Đấy đó, và tiếp theo sang đến phần tiếp theo chúng ta sẽ có thêm nói như là phần về classroom, tức là đến cái phần nói như là phần khóa học của chúng ta đây đó, khóa học đây thì để cho học viên hoặc là để cho các bạn ở trong cộng đồng để xem được. Thì khi kích vào thì chúng ta sẽ có lần lượt từng cái bài học đúng không ạ, đó ví dụ như là phần 1 này, tư duy các triệu phú internet này, giới thiệu này, con đường truyền thống cũ này đúng không ạ, tư duy triệu phú internet này, nó tại sao 90% mọi người đều thất bại với affiliate marketing này. Đấy, thì sẽ có những cái lộ trình bài học cụ thể đó, và đối với học viên học được xong đến bản nào thì có thể là học đến phần đấy, và chúng ta là những người quản trị cộng đồng thì chúng ta có thể check được đấy, check được cái phần này đó, rất nhiều đúng không ạ. Đấy, và đến từng level thì học viên sẽ học từng cái bài học theo từng cái level ở đây đấy, như các bạn thấy đó, và có thể tương tác trực tiếp trên cộng đồng nhé. Đấy, đây là phần khóa học này. Tiếp theo có phần calendar, tức là phần lịch trình nó. Ví dụ như chúng ta có những lịch, ví dụ như là lịch offline này đúng không, hoặc là lịch Zoom này đó, lịch coach này đó, thì chúng ta có thể là set up ở đây. Đấy, chúng ta có thể set up chi tiết những cái lịch chúng ta ở đây, như các bạn thấy này, đặt cái lịch đúng không đó, ví dụ như là ra mắt New Rich chẳng hạn đấy, và các bạn sẽ xem được cái lịch, và các bạn có thể là Zoom này, Meet này, hoặc là địa chỉ này, thì chúng ta có thể gắn những link ở đây, up ảnh lên. Đó chính là về cái phần community và về phần calendar đó. Tiếp theo đến cái phần member đó. Phần member ở đây thì chúng ta có thể là xem được những cái ai ở trong cộng đồng của ta. Ví dụ bây giờ mình sẽ quay trở lại cái cộng đồng này chẳng hạn này. Đấy, mình sang phần member đó. Cộng đồng mình kia thì mình đang tạo thôi, hiện nay thì đang nhận những cái thành viên đầu tiên đó. Các bạn nào quan tâm thì là kích dưới phần mô tả để tham gia nhé. Nó đang một cái mức ưu đãi cực kỳ hợp lý. Ví dụ ở trong này các bạn này nhìn thấy đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy là rất rất nhiều những cái member ở chúng ta ở trong cùng cộng đồng đó, để chúng ta sẽ tương tác được với nhau, hoặc chúng ta để check được những người làm admin này, hoặc là ai làm đang online này. Đấy, thì ở đây ví dụ như là mình sẽ kích vào một người chẳng hạn này. Đấy, mình kích vào một người thì chúng ta sẽ xem được là mô tả của họ này đúng không ạ, những cộng đồng mà người ta tạo ra này, và những cộng đồng mà người ta đang join này đó, hoặc chúng ta có thể là chat hoặc là flow cụ thể trao đổi với nhau như một cái mạng xã hội đúng không? Xin chào đó. Xin chào Sam, ok chưa? Đấy, và chúng ta có thể là enter là chúng ta có thể gửi đó. Thì ở trong cộng đồng này thì
học viên có thể là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Và cái công sức của giảng viên ta sẽ bớt đi rất là nhiều, đúng không ạ? Giữa các học viên sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Đấy, đó là về những cái tính năng về phần member, đúng không ạ? Đó, phần member này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có đến cái phần đây, ví dụ mình sẽ vào cái calendar ở đây này thì nó chưa có lịch gì, nó đến phần leaderboard. Đây cũng là một trong những tính năng mà rất là hay đối với cộng đồng. Đó. Tức là chúng ta đã set được cái game cho cộng đồng. Đối với lại mỗi cái người dùng ở đây nhé, thì các bạn nhìn thấy này, trong cộng đồng ta chúng ta có thể là tăng những cái level cho những người tham gia cộng đồng đó, để cho mọi người cùng tương tác ở trong cái cộng đồng ta, để là chúng ta có thể là giúp được mọi người đạt được những cái mục tiêu đó. Ví dụ như là khi người ta đến level 2, đúng không ạ? Level 2 là người ta có thể là chat được các member khác này, đúng không? Hoặc là khi đến những cái level nhất định thì sẽ được mở ra khóa những cái bài học nhất định, đúng không? Như bạn thấy này, cái khóa học này đang bị unlock này. Đó, tức là mình chưa đạt đến cái level chưa đạt đến cái level như setup của cộng đồng, các bạn hiểu không? Đấy. Thì đối với sao cộng đồng như này thì sẽ giúp cho những cái người dùng có thể là vào trong cộng đồng và tương tác. Đó, chịu khó tương tác để tăng điểm, ví dụ bạn nhảy này. 5 điểm để lên một cấp, đúng không? Đấy thì tương tác này, comment hoặc đăng bằng bài viết này, đó thì để người ta có thể cộng điểm và gần như là một cái game để mà thi đấu nhau. Đó, thi đấu nhau, cùng nhau tương tác, thì cách này sẽ giúp cho cả học viên cũng như là giúp cho cả chúng ta là giảng viên đó rất là tiến bộ rất là nhanh. Đấy, tiến bộ rất là nhanh trong lĩnh vực, thay vì chúng ta chỉ có một web học và follow xuyên suốt theo cái khóa học, đúng không ạ? Đó, và có thắc mắc cái gì thì người ta nói, cả các cụ người nhà mình nói là học thầy không thầy học bạn, đúng không ạ? Đấy, chúng ta để là học giữa các cái học viên trao đổi lẫn nhau và học giữa cả cái người giảng viên, đúng không ạ? Đó, thì đó là về cái phần game. Đấy, tiếp theo là đến cái phần about, đúng không ạ? About tức là về phần giới thiệu về cộng đồng. Đấy, thì ví dụ như là giới thiệu cộng đồng thì chúng ta có thể là add thêm những cái ảnh này, và ở đây các bạn lại nhìn thấy là những mô tả chi tiết, đúng không ạ? Mô tả chi tiết những cái thông tin mà để join vào cộng đồng thì sẽ được nhận được những cái gì. Đấy, thì bạn nào quan tâm đến cộng đồng mà mình tạo ra nhé, giúp bạn kiếm được 1.000 đô đầu tiên với affiliate marketing, bạn có thể tham khảo link mình để dưới phần mô tả. Đấy, đó chính là về cái tính cộng đồng đó. Và bây giờ nhé, mình sẽ chia sẻ các bạn này về cái phần đó chính là một cái phần rất hay đối với này, đó chính là về phần thu nhập đó, đúng không ạ? Về phần thu nhập như các bạn nhìn thấy ở đây đó, đối với mô hình cũ, đúng không ạ, chúng ta bán khóa học và chúng ta chỉ thu tiền được một lần thôi. Còn đối với cái mô hình mới này thì website cộng đồng tương tác này thì chúng ta có thể là thu tiền, trả tiền theo hàng tháng các bạn nhé, recurring đó, recurring. Như hiện nay ở đây như bạn thấy là ở đây có những cái người dùng đó, người dùng tạo ra những cái cộng đồng về những cái lĩnh vực khác nhau. Đấy, mình có thể là dịch sang tiếng Việt để cho các bạn này nhìn thấy được nhé. Đó, lĩnh vực khác nhau, ví dụ như những lĩnh vực về đào tạo này, lĩnh vực về rất nhiều sáng tạo nội dung này, huấn luyện sức khỏe này, giao dịch này, đúng không? Đế chế này, rất nhiều đúng không? Và đối với chúng ta khi chúng ta triển khai thì trên thị trường chúng ta có rất nhiều các lĩnh vực để chúng ta thể đào tạo được, đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra những cộng đồng về yoga, cộng đồng về doanh nhân, cộng đồng về sức khỏe, đúng không? Cộng đồng về đọc sách, rất nhiều đó. Và người dùng tương tác trong đây thì không bị dính quảng cáo này, đúng không? Đó, có những cái nấc thang để người ta có thể là follow này và đạt được kết quả tốt này, cũng như là cái phần học online đó. Thì để bạn nhìn thấy được, ví dụ như là anh chàng này, mình lấy case study của anh chàng này, Ahama. Đấy, tạo ra một cái đây mình sẽ kích vào trang cá nhân, chúng ta có thể kích vào trang cá nhân đó, thì tạo ra cái cộng đồng đó, cộng đồng như bạn nhìn thấy này, mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho bạn thấy đó, cộng đồng dạy, đúng không, đàn ông cần tình anh em hơn bao giờ hết, đây là cộng đồng miễn phí dành cho những người đàn ông nam tính để hoàn thiện bản thân, đúng không? Đấy thì bạn nhìn thấy là cộng đồng của bạn này là sẽ có hai cái, một cái là cộng đồng miễn phí là 132.000 người tham dự. Đấy, hiện nay thì mình cũng đang ở trong cái cộng đồng này. Đấy, nhưng mà nhìn thấy đó. Và trong cộng đồng này thì chúng ta có thể là học và phát triển bản thân rất là chi tiết. Ngày xưa thì chúng ta có những cái website về forum, về diễn đàn, đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có tương lai sẽ triển khai những cái cộng đồng như này, và trong cộng đồng thì chi tiết nói về chỉ một chủ đề duy nhất thôi. Đó thì sẽ giúp các bạn có thể là đạt được kết quả rất là tốt. Đó. Và đây như bạn nhìn thấy này. Anh chàng này tạo ra cộng đồng, một cộng đồng miễn phí và một cộng đồng trả phí. Đó, và cộng đồng trả phí này thì join vào hàng tháng nhé, là 129 đô trên một tháng. Đó, 129 đô trên một tháng, các bạn thấy không? Đó. Và trong cộng đồng này như bạn nhìn thấy này, những cái giới thiệu cộng đồng này, đúng không ạ? Phát video làm cho nó
toàn màn hình này, xem kết quả kinh doanh, mối quan hệ này, chất lượng kinh ngạc học sinh này, đó, trường này, đó, khoản đầu tư lớn nhất của cuộc đời bạn này, đấy, thì những cái bí mật, những cái gọi là chi tiết hơn về 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 bên trong ấy chẳng hạn này, đấy, tạo ra một cộng đồng miễn phí chia sẻ đúng không ạ? Và bạn nào muốn khám phá những cái chi tiết bí mật bên trong hơn thì có thể join vào cộng đồng này, đấy thì bạn đấy, và bạn nhìn thấy là cái doanh thu của anh chàng này, đây, doanh thu của anh chàng này là đây là trong 24 giờ qua nhé, là 4.773 đô đó, và tổng này, tổng là 177.862, khoản này thì nó sẽ rơi vào độ tầm hơn 5 tỷ đấy, các bạn nhìn thấy đúng không ạ, hơn 5 tỷ đó. Và ở đây rất nhiều người tạo ra những cái cộng đồng khác nhau ở đây đó, để bạn có thể là xem được đó, rất 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 nhiều người. Tiếp theo là có cả những người ở quốc tế cũng như ở Việt Nam đấy. Như bạn nhìn thấy ở đây, học Vịnh Xuân Quyền này, đó, cái group này học về Vịnh Xuân Quyền, và bạn nhìn thấy đâu, doanh thu rất là tốt, tháng qua là 1.592, và đây là những cái doanh thu theo hàng tháng bạn nhé, đó, đóng tiền theo hàng tháng, đấy, cộng đồng đóng tiền theo hàng tháng, thì cái này chúng ta có thể kết hợp giữa cả mô hình online, mô hình offline, ví dụ như này dạy về Vịnh Xuân Quyền, đó, thì gần như là chúng ta build ra cộng đồng này, gần như là nó sẽ không có cái giới hạn nào về chủ đề cũng như là lĩnh vực. Đó, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Ngoài những cộng đồng đây thì chúng ta sẽ có thêm cái phần Discover, tức là chúng ta sẽ khám phá những cộng đồng khác nhé. Đấy. Thì các bạn có thể là truy cập với link ở phần bên dưới, các bạn có thể đăng ký một tài khoản để các bạn có thể là vào những cái cộng đồng khác. Ở đây có rất nhiều những cộng đồng miễn phí để các bạn có thể là học tập được. Chúng ta có rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh này, sức khỏe này, thể hình này, phát triển bản thân này, thủ công mỹ nghệ này. Đấy. Hiện nay thì đang trên top thì nó sẽ là đang có nhiều cộng đồng của nước ngoài. Đấy. Thì các bạn có thể là đăng ký và tham dự nhé. Đấy. Khi các bạn tham dự ở đây chúng ta sẽ học những kiến thức nó rất là chất, thực sự nó sẽ rất là chất. Đấy. Tất cả này nó sẽ rất là chất. Mặc dù là có những cộng đồng ở nước ngoài là miễn phí ấy, nhưng mà nó về những chủ đề khá là hay. Đấy, và các bạn có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh này, và các bạn lại còn có thể là nhận thêm những kiến thức đúng không? Đấy. Ngoài ra thì có những cộng đồng trả phí thì cũng rất là tuyệt vời đúng không? Đấy, đây rất nhiều chiêm tinh này, đó, rất rất nhiều các cái cộng đồng trong rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau đúng không? Đó, rất nhiều thương hiệu cá nhân, âm nhạc, kinh doanh, AI đúng không? Gym rồi thì thể hình đúng không? Code, đó, trading. Rất nhiều các cái cộng đồng khác nhau để chúng ta có thể join ở đây, thì các bạn có thể là tìm đó. Và đối với bạn nào muốn tạo ra một cái cộng đồng mới đúng không ạ, thì chúng ta có thể là kích cái phần link dưới phần mô tả để bạn có thể là tạo cộng đồng và bạn đặt tên nhóm nhé. Ở đây thì để tạo ra một cộng đồng thì chúng ta sẽ cần cái thẻ visa để các bạn có thể là add luôn vào đây, và bạn tạo và có thể sử dụng và trải nghiệm trong khoảng 14 ngày đó. Và ở đây thì tạo ra một cái cộng đồng mà thanh toán recurring và tiền có thể là về thẳng tài khoản ngân hàng Việt Nam của chúng ta. Đó, rất tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp theo trong động cộng đồng chúng ta sẽ có thêm những chức năng, ví dụ như là search tìm kiếm chẳng hạn này, đúng không ạ? Đấy, tìm kiếm, đúng không ạ? Đó, ví dụ như mình kiếm SEO chẳng hạn này trong cộng đồng này. Đó. Thì nó sẽ liên quan đến những cái phần SEO rất nó sẽ show ra, đúng không ạ? Đấy. Và cộng đồng này thì được tạo bằng công cụ là Scoop. Đó, thì nó cũng khi các bạn tạo cộng đồng này nhé, thì các bạn có thể lên Google, bạn search về cái cộng đồng của chúng ta. Ví dụ mình search từ ML Lyric, cộng đồng mình mới tạo này. Và bạn thì nhìn thấy là ở đây cái cộng đồng nó cũng đã xuất hiện trên top của Google đấy rồi. Đó. Đấy. Và người dùng có thể là vào và tham gia cộng đồng và học này, học và tương tác lẫn nhau để đạt được một cái kết quả tốt nhất. Đó, thì đây mình thấy là một mô hình rất là hay. Đó. Thì cái đánh giá chi tiết của cái school này nhé, thì mình có thể là để dưới cái phần mô tả cái bài viết để bạn này tham khảo đó, và các bạn có thể là kích vào link ở phần bên dưới để bạn này là vào tham khảo và cũng như là tạo cho bản thân cá nhân một cái cộng đồng đó, để bạn này là sử dụng hoàn toàn miễn phí trong vòng 14 ngày đầu tiên đó, và sau 14 ngày thì chúng ta sẽ là 99 đô để chúng ta có thể sở hữu cộng đồng. Và như bạn này thấy này, ở đây có rất nhiều cộng đồng và doanh thu rất là tốt đó, thì đây là một cái mô hình rất là mới mà mình đánh giá là rất là hay để bạn có thể build được một cái website về community, về cộng đồng đó. Và cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chi tiết chúng ta có thể là build lên một cái cộng đồng. Ok, đó,
Nếu bạn thấy video này hay cũng như hữu ích và quan tâm đến video tiếp theo thì có để lại một nút like cũng như đăng ký kênh để mình sẽ trở lại với nhiều video hữu ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào.